Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là BVD Gamer đây. Ngày hôm nay lại tiếp tục với gọi là cái series và review game đó. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một tựa game, đó chính là tựa game Ajax Viking. Và thì cái tựa game này là một tựa game mà gọi là về bắn cung các bạn ạ. Đó, mình sẽ hóa thân vào là một người bắn cung, cầm cái cung và kéo ra. Đó, đây, thì xin giới thiệu với các bạn trước màn ảnh của các bạn, đó chính là giao diện chính của tựa game Ajax Viking. Và ở đây thì nó đang có những cái cửa màn chơi này, mình không biết là như thế nào đây. Classic nhà Rus này, Bingo, Checkre, gọi là đấu với friend, là đấu với bạn của mình, mini game này. Đó, thì bây giờ mình sẽ đấu với gọi là Classic trước nha. Cái Classic em phải mua, không phải mua một tiền anh em ạ. Vâng, và một cái vòng đấu này với giá là 10.000 này, 8.000 này, 2.000 này. Ok, mình ít tiền nên mình chỉ đấu với vòng 1.000 này nha. Ok luôn, vô luôn anh em ơi. Vô. Đấy, rồi này anh em. Đấu với một người phát hay sao các bạn? Nó nhầm nước em, không phải phát các bạn. Tôi bỏ qua đây anh em ấy. Các bạn nhìn chưa? Ba đây nhắm rất kinh nha. Đấy, thằng ấy đang chuẩn nhắm cái mục tiêu, cái bia ở trên đấy anh em. Đó, nhưng các bạn biết bắn cung rồi. Ôi. What the fuck? Bây giờ nó bắn 10 điểm anh em. Cấp của BVD Gamer anh em. Trời ơi, giới thiệu game mà đã bắt đẳng cấp, là đẳng cấp hết. Đấy, lần đầu mình chơi thôi nha các bạn nha. Xa thật ít nhựa này. Wow, bắn ghê vãi các bạn ơi. Thằng đấy nước gì cũng biết, nước màu xanh, nước màu đỏ, nước gì anh em biết thì comment ở dưới, phía dưới phần video cho mình biết nha. Wow. Bên đây gamer của anh em gọi là chơi đẳng cấp luôn, à, không thua kém thì bên các gọi là các nước bên thế giới anh em ạ, bản đẳng cấp hết, từ Hàn người Việt Nam luôn. Đó, mày bắn đi. Trời ơi, sắp giờ rồi kìa các bạn ơi. Chơi kìa, 9 điểm kìa anh em. Tôi sẽ lấy 10 điểm cho mình, lấy 10 điểm cho nó xả chơi này. Trời ơi, hòe nhau. Ui, gắt. Thằng này nước gì cũng biết các bạn ạ. Gắt quá. Ui, đi chậm chậm như vậy nha. Mười điểm thì nghe. Các bạn thấy BVD Gamer của anh em chưa? Các bạn chưa? Đẳng cấp. Đậu xanh nó bắn đi đâu đây? Đậu xanh. Này anh em ơi, cơ hội chiến thắng ở đây, cơ hội chiến thắng ở đây. Tập trung. Trời ơi. Các bạn thấy cái gì không? Sao mà lại gắt như vậy chứ? Gắt quá anh em ơi. Ra ngoài. Chín điểm. Phải lọc tay chứ anh em ạ. Cái gì đây? Trời. 9 điểm với anh em, trời ơi bắt nhau rồi. Tao thích bóng, không cho bóng, bạn không cho bóng, bấm cho nó xài chơi, làm một áp lực cho mình. Mình win kìa. Trời ơi. Đấy, các bạn thấy đẳng cấp không? Đấy, các bạn muốn mình đấu lần nữa không? Rồ luôn. Chơi thằng này luôn. Đấu lại thằng này luôn. Nó vẫn là chưa nhất định, chưa thua mình. Nó là đấu lại. Ok, mình đấu lại nó luôn.
chắc chắn đây là một mình đang đấu với một người đấy các bạn ạ. Mình đấu với người chơi đấy, chứ không phải là đấu với lại máy đâu anh em ơi. Mười điểm, tám mười điểm này căng à, chơi hết. Ôi, BBD Gamer các bạn ủng hộ mình nhá, ủng hộ mình bằng cách like, share và đăng ký kênh của BBD Gamer của mình nha. Mình sẽ chiến với thằng này tới cùng. Anh em đăng ký đây, anh em like nhiều vào đây. Mình sẽ chiến thắng thằng này cho anh em xem. Wow, dễ mình chiến thắng rồi nhưng mà nó chưa chịu. Có một đấu lại, ok này, bắn được đấy. Trời ơi. Lại hòe đâu anh em ạ, thằng này có phải bắn được. Thằng này nước gì anh em ạ, không biết nước gì luôn là bắn được quét. Sánh tầm với mình được ấy. Wonderful. Wonderful. Wonderful như ai? Cái ok. Anh là người Việt Nam nhưng anh không sợ bất kỳ thằng nào. Oh yeah. OG bắn coi và lần này mày vào chín điểm chắc rồi. Chút từ quá bắn ghê quá mày. Fantastic shot. Fantastic các bạn. Các bạn ấy thật sự là rất là căng thẳng, rất là gay cấn. Các bạn nào thì có tựa game là hay tải ngay. Đấy, hãy chắc được tin về chiến ngay mình các bạn. Wow, chiến điểm kia. Một ván sâu căng các bạn ơi, ghê quá, sâu căng. Rồi các bạn ơi, tựa game rất là hay các bạn, nên lên ngay xem và lên tải ai chắc đi kinh ngay nhá, từ chính của BBD Gamer nha. Wow. Great. Các mười điểm nhé các em, trời ơi. Và như vậy thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết clip của mình nha. Và bạn nào thấy video hay thì hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ủng hộ kênh BBD Gamer của mình nha. Còn bạn nào thấy hay nữa thì hãy lên xem vào đây và tải Uncharted kênh về chiến cùng với mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.